Anh làm vòng hòa vũ, tin nhận em Maria Teresa Bùi Hoàng Yến làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Em là Maria Teresa Bùi Hoàng Yến, nhận anh vòng hòa vũ là chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Và xin Chúa luôn đổ phúc lành của Ngài trên các bạn, xin vì quy Chúa liên kết là người công việc dân người. Anh vẫn nhớ và cảm thấy rất là may mắn khi mà ngày hôm đó anh gặp em và em bị thủy đậu. Điều đó đã tạo cơ hội cho anh có được số điện thoại của Yến Sài Gòn, Đà Lạt, nơi mà chúng ta bắt đầu tình cảm. Và chúng ta cũng có một kết thúc rất đẹp ở đó, nơi là mà anh cầu hôn em, chúng ta quyết định trở thành một vợ chồng. I've been searching my whole life for you. Never. Hôm nay anh đứng ở đây, anh thật sự rất hạnh phúc và cảm thấy rất may mắn khi mà anh được gặp em. Anh mong là sau này chúng ta sẽ tiếp tục giữ lửa để cho tình yêu của chúng ta cháy bỏng. Anh mong là ngày nào chúng ta cũng sẽ yêu thương nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn và cùng nhau đạt được nhiều thành công hơn. Nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Anh Vòng Hà Vũ, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu cho và lòng chung thủy của em, gia đình, cha và con thánh thần. Cảm ơn anh 6 năm qua đã luôn ở bên em và động viên em những lúc mà em khó khăn nhất. Em mong chúng ta của sau này vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng nhau, cùng nhau vun đắp cho gia đình nhỏ của mình thật là hạnh phúc.
Anh hứa với em, mỗi ngày anh vẫn sẽ nói câu anh yêu em. Và anh hứa với em, anh sẽ yêu thương con của chúng ta, cháu của chúng ta như cái cách mà anh yêu em. Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm.